Rồi, xin chào quý vị. Lại tiếp tục cuốn video mới. Ngày mới kính chúc quý vị được nhiều sức khỏe cùng tất cả anh chị em đam mê cây cảnh, nghệ thuật bonsai. Và tiếp tục cũng vườn cây quen thuộc của anh Năm. Thì hôm nay thì cũng chia sẻ lại hai tác phẩm quý vị cùng xem. Một là cây cần thăng, phải nói là nó rất là to, cũng có thể là nó đứng nhất của tỉnh Bình Định đó quý vị. Đấy, trước màn hình đấy, cả một cái bóng cây, chiều cao của cây là 1,5 m, tầng dài là 2 m. Phải nói là cái cần thăng này là khổng lồ nhất ở Bình Định rồi quý vị. Còn các nơi khác thuộc tỉnh khác thì nói chung mình không biết. Chứ riêng về tỉnh Bình Định là nó đứng nhất. Để báo cáo cái thông số của cái cốt của nó quý vị. Nếu mà tính cái hoành mà tầm khoảng ngay đây nè quý vị là 120. Đây quý vị thấy kinh khủng không? Còn đối với hoành gốc là 180. Gốc cần thăng phải nói là kinh khủng quý vị. Cái hoành gốc lên đến 180 phân. Dáng nó siêu cây. Dáng nó cũng khá là đẹp. Trên một cái chậu lục giác 1,2 m. Rất là to rồi quý vị. Đây là cái phần trên tay cành. Nói chung là những cái cánh tay, những cái bông tay được phân chi rất rõ ràng. Báo cáo cùng quý vị là thì cũng có hôm trước cũng có nhiều khách hàng đến đây thì chắc là cũng chưa có duyên đó, quý vị, nên anh Năm cũng chưa có để lại cho những vị khách. Nhưng mà hôm nay lên video, nếu quý vị nào có duyên với gốc cần thăng này thì anh Năm cũng sẵn lòng mà và tác phẩm này anh Năm giữ cũng rất là lâu. Đây là mặt sau. Những dàn tay và những bông tay và những cái cần bay đó anh đã làm rất là chi tiết.
nếu như gốc cần thăng này có duyên với quý vị nào, Năm sẽ để lại thông qua số điện thoại trên màn hình. Phía sau cái cần sau nó cũng rất đẹp, vì phần chi nó cũng rất rõ ràng. Đây quý vị, từng cánh tay nhỏ đến cánh tay lớn. Nó rất là già, nó cho ra những cái bắt đầu nó xì những cái u cục đó quý vị. Cái phần dưới gốc cũng nhắc lại cùng quý vị là quanh 180 và lên trên khoảng độ khoảng chặng tầm ngay trước màn hình nè quý vị là khoảng 120, chính xác là 120 phân, dưới là 180 phân. Đây, đi lên những cái tay cành. Có những khu vườn, những cái gốc nó cũng không to đến cỡ này đâu quý vị. Gốc này là to nhất rồi. Chậu 1m2. Rồi, báo cáo cùng quý vị những cái thông số cũng như cái kích thước đường hoành của gốc cần thăng này. Quý vị nào có cái duyên thì liên hệ anh Năm qua số điện thoại trên màn hình để gặp anh, trực tiếp gặp anh Năm. Biết đâu quý vị có duyên với gốc cần thăng này. Rồi, tiếp theo thì chia sẻ quý vị thêm một tác phẩm nữa. Đó là một cây sân rất già nhưng mà tầm cũng vừa chứ không lớn quý vị. Đây là dòng sân Nam Điền, gọi là sân hạt. Đây, trước màn hình quý vị nhìn thấy một tác phẩm xanh Nam Điền, gọi là xanh hạt. Anh cũng đã giữ rất lâu để quay cái bản tên cho quý vị cùng xem. Có gì quý vị tiện thể liên lạc. Rồi, để chi tiết từng phần cho quý vị xem. Đây là dưới phần bệ, chậu hột xoài mỏng, cây trên cái trạng đá san hô bám níu rất là chặt. Cây rất già rồi quý vị, nó xì ra nhiều u bú. Đây, nó xì bú ra nè quý vị, rất là nhiều. Đây, cái phần bề dưới sát của cái phần đá ôm rất là chặt. Gốc này chiều cao tính từ ở dưới mặt chậu đi lên là tầm khoảng 1m1. Và cái tàn dài của nó là tầm khoảng 1m2. Ừ.
những cái cánh tay đi lên đó quý vị, nó rất là già, mà hầu như là nó xì bú hết, những cánh tay nhỏ luôn. Đấy, rất là hấp dẫn. Cái phần rễ của nó bầu lại rất là chặt, lên thành một cái bệ rất là đẹp. Anh Nam cũng chia sẻ lại là cái chậu xanh Nam Điền này anh giữ rất là lâu, mà cây là từ hạt nên là nó rất là quý đối với anh. Thì qua đây là quý vị nào có cái duyên với tác phẩm này thì anh cũng nhường lại và thông qua số điện thoại trên màn hình để giao lưu cùng anh. Trên thì phân những cái bông và những cánh tay nó rời rạc rất là rõ ràng, những cái đường cua, mà dòng này hầu như mình thấy là trên những cái tay nhỏ mà nó cũng xì bú luôn quý vị, rất là hay. Không như những cây xanh quê thì cây xanh quê mà nó già, thiệt là già nó mới có. Còn dòng xanh này theo mình thấy là nó sẽ nổi lên. Cây này là cái độ già, nó da của nó là rất là vàng, nó già cây, phải nói là những cái bú nó xì rất là nhiều lên tới phần trên. Bên này nó cũng vẫn xì rồi quý vị. Dưới này nó ôm một khối đá rất là chặt, tức là cây đã rất là lâu năm, già cây. Thì qua tác phẩm xanh này, quý vị nào có duyên thì alo theo số điện thoại trên màn hình gặp anh Nam. Rồi, trước khi kết thúc cuốn video cũng chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị ngày mới vui vẻ. Và đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để xem video mới nhất. Rồi, hẹn gặp lại quý vị. Xin chào.